Đây, nắc nắc ra cho nó hoành tráng đấy. Nhiều chưa? Anh em nào nhìn thấy một cái khâu hót rắn như này chưa? Trời ơi, bẫy thế này mới gọi bẫy chứ. Xin chào anh em, chúc anh em ngày mới vui vẻ nhá. Anh em ơi, như vậy là tuần vừa rồi mình đã dùng cái bẫy rắn Nhật hoi hoi anh ạ. Mình bẫy ở bên nhà ông ngoại mình và bắt được khoảng hơn 50 con rắn anh ạ. Đây anh em, rất nhiều luôn. Đấy, đây cái loại bẫy rắn Nhật nha anh em nhá. Sau 3 ngày thì mình đã bắt được hơn 50 con rắn này anh em ạ. Nhiều dã man kinh khủng khiếp. Cái bẫy rắn này rất hiệu quả. Tuy nhiên là sau 3 ngày bẫy thì mình vẫn thấy còn rất là nhiều rắn anh em ạ. Mình nghĩ là cái bẫy rắn này mà bắt rắn thì không biết bao giờ mới hết anh em ạ. Vì nhà ông ngoại mình nhiều rắn quá anh em. Đấy, nhiều dã man đây, mình cho anh em xem này. Đây mình mở cái cửa tủ này ra. Đấy, sau khi bắt hơn 50 con rắn rồi mà giá nó vẫn chạy như giặc thế này, quá nhiều rồi anh em, thật là không ổn. Thì mình cần phải dùng một cái biện pháp mạnh hơn anh em ạ, đó là mình lại sử dụng cái loại thuốc diệt rắn này anh em. Thì đây mình cần có một chai nước, cho đường vào. Đó. Rồi đây, hàng nóng này anh em, thuốc diệt rắn, cắt ra, sau đó mình dốc vào trong cái chai này. Đợt này bởi vì bên nhà ông ngoại mình quá nhiều rắn anh em, nên là mình sẽ phải dùng toàn bộ cái gói thuốc rắn này thay vì là nửa gói như lần trước anh em. Ok, đẩy nắp lại, nắp đều anh em nhé. Nắp kỹ này cho nó tan hết thuốc ra. Ok, đây trở lại nhà ông ngoại, đây trở lại địa bàn hoạt động. Ok, địa bàn hoạt động đây, mở cái cửa tủ ra. Đây cái chai thuốc này mình sẽ nặng đều lên nha anh em nhé. Đấy, nặng đều lên. Đổ vào cái đĩa đây, đặt vào trong những cái khe. Đấy, ấn nó vào, sâu tít vào trong anh em. Rán là nó hay nấp ở trong khu tối nên mình phải cho tít vào trong thì nó mới hiệu quả anh em nhé. Chứ để nộ thiên là không bắt được đâu anh em nhé. Phải để vào trong càng chỗ nào càng kín càng tốt. Em nhìn thấy nhiều cái rán không? Nhiều vô đối luôn. Cái này, cái đĩa này cho vào đây. Đấy, đẩy tít vào trong luôn, vì rán nó hay chui vào trong ấy anh em. Đấy, tiếp theo mình sẽ đổ một ít thuốc rán vào cái nắp này. Đấy, rồi đẩy sâu vào trong cái khe máy dặn này. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thêm một cái gói thuốc từ rán khác. Mình rắc cái nơi nào mà mình cảm giác là rán nó hay ẩn nấp ở đấy nhá, là mình cứ rắc hết vào đấy để tăng cái tính hiệu quả của cái bẫy rán này lên. Ok, chào anh em, sáng rồi nhá. Đây là nhà ông ngoại mình đây. Nhà ông ngoại mình vẫn chưa ngủ dậy nhá, vẫn khóa cửa. Đấy anh em, xem là nhìn sơ qua cái hiện trường ấy, xem có gì không. Đây, có một em rán đã chết ra đến tận cổng đây anh em này. Rồi vào trong. Đây, sẽ đi đâu? Tiếp theo có em nào nữa không? Ngoài sân này nhìn sơ sơ là khá nhiều rán đây anh em. Đây, một em nữa đây. Tiếp theo em nữa. Ba em rồi. Nào, đây bốn em. Tiếp theo xem nào, đây rồi năm em. Đấy, loanh quanh ngoài sân này thôi mà đã được 5 con rồi anh em. Tiếp tục chạy ra khu sân giếng nha. Rồi, 6. 6 em. Bụng căng đét. 7. 8. 9 luôn. Hai con một chỗ luôn.
Đấy, rơi cả xuống công rãnh. Rồi. 10 em. Tiếp theo. 11 em. 12. Mới ở chỉ ở ngoài sân thôi nha anh em nhé. 13. Chỉ ở ngoài sân thôi mà đã có 14. 15. Ui dồi ôi, nhiều dã man đấy. 10. 10. 16. 17. Ui dồi ôi, 18. Nhiều thế. 19. 20. 21. Ui dồi ôi, 22. Ui dồi ôi, mới chỉ ngoài sân. 23. 24. Ui giời ơi, nhiều thế này. 25. 26. 27. 27. Đã mà còn ngàn. Mới chỉ ngoài sân thôi mà đã được 27 con giá này nhau. Chưa đã thèm mở cửa luôn này. Bây giờ để mở cửa ra để xem cảnh tượng có hãi hồn không anh em nhé. Anh em nào mà bị bệnh tim hay là hay sang chấn tâm lý thì tốt nhất là đừng xem cảnh này nhé. Ui dồi ôi, ngay trước cửa có 3-4 con này. 28, 29, 30. Ui dồi ôi, nhiều chưa. Ui dồi, nhiều thế này biết được nào mà đếm. Ui dồi ôi, hồi hồi nó chết, nó nằm như dạ rồi. Đấy, biết được nào vào điểm đây. Nhiều đấy. Trong này chắc không có. Trong này không có. Rồi. Rồi một em nữa này. Lá bẹt. Rồi. Rất nhiều trong này anh em. Đấy, mở cửa ra đó, chỉ nhìn thấy mỗi một con rán là nó đang đậu kia. Chắc con kia là màu trắng trắng, là nó vừa mới lột xác anh em, nên là nó không di chuyển được. Như những con khác chắc chết hết rồi. Đấy, không thấy tiếng động luôn, không thấy một tiếng nào rán chạy luôn anh em ạ. Không nghe thấy một tiếng bước chân rán nào trong này. Đấy, chắc nằm im hết rồi. Ui dồi ôi, nhiều quá anh em. Ui dồi ôi, quá kinh khủng khiếp. Rồi, hai em nằm yên một chỗ này. Đây, ui dồi ui, ba em, bốn, ui dồi ôi, nhiều. Ui, không biết anh em xem có cảm giác gì nhưng mà tôi đang nổi da gà anh em ạ. Ôi, kinh dị học. Ui dồi ôi, không đếm xuể luôn này. Ôi giời ơi, đầy nữa. Rồi, ui giời ôi, 10 con một chỗ này, ui giời ôi. Đây, 2 con nữa này. Anh em nhìn thấy có dã man kinh khủng khiếp không? Rồi, không biết được nào mà đếm luôn này. Ui giời ôi. Đặt cái chỗ này này. Xem có con nào không? Ở đây. Đấy, à, một con chạy. Ui dồi, đây thấy sơ sơ 2 con, 3 con. Ừ, con kia chạy. Mày chạy này, bố náo rồi. Nằm rồi. Đấy, 3 con nữa chỗ này. Nhiều chưa? Anh em thấy cái bẫy rán của tôi kinh khủng khiếp không? Đấy, lần trước tôi có nói với anh em là ui dồi, đây này, ui dồi, nhiều dã man này. Lần trước tôi có nói với anh em là nhà nào mà nhiều rán là bẫy phải được kho hót rán anh em. Thì lần này có nguy cơ là được một kho hót đấy anh em. Tí nữa để tôi tổng hợp lại xem có được một kho hót không nhá. Ôi trời ơi, quá dã man.
Anh em nào từ nãy giờ đếm được bao nhiêu con rồi? Tôi không đếm xuể luôn. Nhiều quá. Tí nữa tôi phải tổng hợp lại, đổ vào kho hot xong bắt đầu tôi mới đếm được, chứ bây giờ không thể đếm được luôn anh em ạ. Quá nhiều luôn. Anh em nhớ xem đến cuối video nha, tôi sẽ đếm số rán này cho anh em xem là có bao nhiêu con. Sau khi tôi tổng hợp lại, tôi đổ vào kho hot, tôi đổ ra sân, tôi đếm cho anh em. Ôi, 3 con nữa này, 4 con một chỗ luôn này. Sao nó nhiều như thế này nhỉ? Nhà ông ngoại mình nhiều rán ấy. Bao nhiêu ngày sang ăn nhậu mà. Nhiều rán như thế này. Không ngờ là Hôm trước là bắt được tận 52 con rán bằng cái bẫy keo đấy anh em. Mà hôm nay vẫn còn nhiều như thế này. Ngày mai chắc chắn sẽ phải còn nhiều kinh khủng khiếp nữa anh em ạ. Chưa hết đâu. Riêng bắt hết chỗ rán ở nhà ông ngoại tôi chắc phải đến 500 con đấy anh em. Không hề đơn giản. Sơ sơ chắc phải đến 100 con rồi đấy anh em ạ. Nhiều kinh dị luôn. Dã man. Đấy anh em nhìn. Quay cam đến đâu dán ở đến đấy. 3 con nữa này. Sao lại nhiều dán như thế này được nhỉ? Rồi ôi. Ui gì đầy nữa này. Đấy anh em. Vẫn còn đang cử động nhá. Quá nhiều này. Ui dồi ôi. Xoay cam đến chỗ nào là dán nằm ở chỗ đấy luôn này. Nhiều kinh dị hào, kinh khủng khiếp. Đây. Dưới gậm này một con nữa này anh em này. Đây, con nữa này. Bay cả vào trong gậm này chết này. Quá nhiều luôn. Trời ơi. Ở đây. Đây. Còn nữa đây anh em. Rồi cơ bản hết rồi đây anh em. Nhiều quá. Này, đi, anh em này, nhìn đi từ trong ra này, anh em nhìn thấy dán nằm dọc đường luôn. Nhiều nhan nhả luôn, ui dồi ui. Anh em mà đi vào trong cái khu bếp này chắc anh em rỡn hết người luôn. Ui đây này, ui dồi ui, chỗ cửa này hàng 20-30 con này. Ôi giời ơi, kinh dị học, kinh khủng khiếp. Không thể ngờ luôn là nhà ngoại tôi lại nhiều dán như vậy. Thôi bây giờ để tôi tắt cam, xong rồi tôi lấy chổi tôi quét, xong tôi thu thập lại, đổ ra sân để xem là có bao nhiêu con rán nhá. Tôi sẽ đếm cho anh em xem nhá, có bao nhiêu con nhá. Ok nhá. Đây anh em. Sau một hồi tôi quét dọn này, tôi thu hết chúng lại vào trong cái hot đây anh em. Có đúng một là một kho hot rán không anh em? Anh em nhìn thấy kinh dị chưa? Đây. Nắc nắc ra cho nó hoành tráng. Đấy. Nhiều chưa? Anh em nào nhìn thấy một cái kho hot rán như này chưa? Trời ơi. Bậy thế này mới gọi bậy chứ. Bắt đầu đếm anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Con này vẫn xấu. 13 rồi nhá. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 con, 11, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107 con rán đây. Sổ nhìn dị chưa, quá dã man. Đấy anh em thấy cái cách bẫy rán của mình bằng thuốc diệt rán có hiệu quả không? Quá dã man, quá khủng khiếp anh em ạ. Mình đã bắt được hơn 100 con rán anh em ạ. Tuy nhiên là chưa kết thúc ở đấy đâu anh em nhé. Số lượng rán như vậy chỉ là ngày đầu tiên thôi anh em. Những ngày hôm sau còn rất nhiều anh em ạ. Anh em hãy nhớ đón xem những tập tiếp theo để xem kết quả tổng hợp, xem là mình sẽ bắt được bao nhiêu con rán ở bên nhà ông ngoại mình nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nhé. See you again.